Mường Hải Vlog xin kính chào cô chú anh chị. Buổi chiều anh em dọn hoa, dọn di ảnh của cậu Năm vào bên trong sợ trời mưa. Chìa khóa xe winner khác hơn mấy chìa khóa khác ta. Nó khác nó mới ấy được chứ. Mà nếu mà giống chắc mất xe hết quá. Mất xe hết hả Hải? Đây cây anh Bin. Hay hay cây được không? Cây quay được rồi hả? Khỏi mỗi tay hả? Caramel đâu anh? Trời ơi, quá tiền hình mà. Sao kia lại tiền rồi? Lúc mà Năm biết thuốc mọi người là dọn cái thảm rồi đi treo thêm mỗi người tay một chân. Ừ, năm mười mấy luôn rồi chắc có lẽ thì em sẽ di chuyển về mọi người ơi, đúng mưa luôn rồi. Đi một vòng nữa chắc lẽ là em cũng phút video luôn rồi ha. Nhưng ở đây thì hoa rồi tay chân dẹp tay rồi chiều dọn dẹp hoa hình ảnh thì anh em đây ngượng tay chân dọn dẹp cho cậu rồi sáng sớm rồi trưng bày ra cho cậu. Em may quay hai cây mai cho cô chú anh chị rồi nè. Đó, hai bên góc bản. Chục cây nó anh Nguyễn ơi. Ở bên đó thì có hai cây mai. Ở bên đây cũng có hai cây. Mơ mùa 15k ở mỗi bên hai cây. Đi đâu hả? Đi về ngoại hết nè. Em của dì thứ ba là dễ thương lắm nồng. Đi đâu trời? Nói gì trời? Mình lùng á. Mày lùng chứ ai? Mày á? Ủa nãy mình uống chai xịt tin đó mình trao tiền không chưa? Chưa. Chưa. Chai xịt tin nhưng mình còn phải sửa rồi ra trả tiền luôn. Hả? Tối vậy ta?
Đó, đang làm công chuyện gì đâu. Đang làm công chuyện. Hả? Đi nhậu rồi. Bây giờ cái máy của Tài sẽ để đây nha. Ai quay mặt thì quay mặt lại thì quay mặt. Còn ai quay lưng là quay đít nha. Quay lưng quay đít hả? Đi đâu? Đi về hả? Đi thêm mèo hả? Đốc nhang cậu. Tính ra cây tệ quá hả? Đang quay. Không rõ. Lại thấy được nhiều cấp rồi. Na lục rồi mày á. Đây là cái gì? Đây không có bé. Dạ, vào. Gì vậy? Đó, dạ, chống hả? Lấy hết luôn đi. Cái này hết ngày chính mình đóng lại chị Tư. Đóng đi anh đi. Đúng không? Để vô mộ đi. Đóng lại đi em. Để đóng đi xong luôn. Nó đậu chị à, đây là cái này mình đem giấu luôn. Cái này chờ giấu đi. Đem để xong đó, nhưng mà mình quay phim lại coi ta thấy mình giấu đâu. Thôi bây giờ tới tôi đem đi giấu. Mà thả đi theo anh nè. Cái này nè, cái này là người ta đã nhặt nè. Đây là cái mất hỏi cái này là của mấy thằng mà làm tiếng sáng đi giấu luôn mọi không ánh sáng làm thanh rõ ràng chưa có cầu mà rồi ánh sáng có rồi đó đó giấu luôn cái này cũng lấy mà không có đâu cái này mấy cái này vậy với chứ coi gì giờ mai làm không có gì làm gì được chấm bấm lắm xe hai xe của Hải với gặp xe này mình chơi nguyên cộng đi xanh về thầy đang bay rồi đang bay rồi tôi đã xin lập một đăng bảo ha rồi cái đập gì à tóc bảo quá đây anh Tài tôi nói về lắm cuối tuần cũng phải không phải không cầu kỳ nó hôm nay không phải hai đầu nữa lắm đấy chạy ra luôn nó phải là bây giờ mình lấy cái khối bay vô rồi mình cho lấy cọc nào mà dám cho nó ra rồi mày làm calamen giùm anh Minh cả. Hello chú anh chị, đây là anh Minh. Hello, chào. Hello, chào anh Minh. Rồi mấy anh em cũng dọn hoa dọn bông hình ảnh của cậu vào trong hết rồi. Hoa nào chùm bọc thì chùm bọc, hoa nào không chùm thì không chùm. Thì bây giờ anh em cũng người đốt nhang từ người
đốt nhang cho cậu, xong rồi chắc trong giây lát nữa anh em chắc cũng đi về. Sáng vô sớm rồi giờ đem bông đem hoa hình ảnh cậu trưng bày là như sáng sớm những ngày trước. Anh nói Mỹ Phước 6 á, tại 1, 2, 3 chỗ nào anh cũng mở là gom lại là Mỹ Phước 6 á. Anh ở Mỹ Phước 6 rồi chị tên ở Mỹ Phước mấy? Chị Tư Dĩ An 1. Dĩ An 1 thì về cùng em chị. Em ở Dĩ An 1 hả? Bình Đường. Bình Đường là Dĩ An 2 mà. Bình Đường là Bình Đường 2, chứ mà Dĩ An 2. Em ở đây với xe Long Hồng. Như em gặp chị là 3-4 lần ở đây rồi đó. Chị hay lên ha. Chị đem mình hả? Xí vậy đừng quay. Rồi đẹp, người ta quay không có. Trời ơi. Nào chị quay. Chị đã chị sáng chị mấy giờ chị tới? Chưa có xác minh. Bao nhiêu lít là chị, ví dụ mà nó chị làm này nó là nó có 2 cái cây, phải chờ đi trước một cây người đăng ký, một cây mà giờ á cũng có 1.000 người đăng ký là chị đủ, chứ 4.000 giờ mà chị làm sao để cho 1.000 giờ đủ 1.000 người đăng ký với 4.000 giờ đủ hết có được. Bắt đầu chị mới đặt tiền. Kiếm tiền là nó phải coi xem xét chị mà lúc ban đầu mới lên là sao á. Ngày kia là nó mới gửi mail về cho mấy chị. Rồi chị mới bắt kiếm tiền. Nó làm mới 3 tuần nay hả? Kiếm làm cái gì đó bạn? Hả? Hả? Chào cả nhà mình nha. Mấy anh em người thay phiên với nhau đốt nhang cho cậu. Rồi trong lát nữa chứ, chút lát nữa anh em chắc cũng về. Tại 5 giờ là qua viên không cho trong đây nữa. Rồi về sáng vô sớm mà dọn hoa bông hình ảnh, dọn trưng bày giống như những ngày sáng sớm. Sau khi mà bây giờ sống rồi edit trong lúc đây cả nhà ơi. Trời ơi. Tại nó nghe bạn. Đây ơi. Để qua dự báo thời tiết luôn. Trời tối nay thì cũng âm u 49 độ C. Để quay trời. Trời cũng gần sắp tối rồi cô chú anh chị ơi. Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Thì giờ chiều cô chú anh chị và các bạn anh em mà đốt nhang cho cậu không mà về. Dạ mà cô với chị con rong nó làm á. Chị mấy chị khán giả nó 2-3 người lắm nha. Thì anh nói là cái dĩa nó nằm ở dưới đâu, dưới cái chân đèn gì đó, nằm ở dưới đó đó, coi kỹ kêu dở lên coi, là 2-3 người nói luôn chứ không có mắt nha, không biết cái dĩa đồng gì mà cái dĩa đồng của cái chân đèn á, cái chân đèn nó có 2 cái dĩa, đúng không là cái giả thấy đó, giả thấy giờ mà mình không dám dở lên nè. Sao mắc hả? Nó bảo mắc hả? Ý là hôm bữa ai kêu mất 2 cái đó. Hồi sớm này ông muốn nó mắc nó nè. Hồi xưa tới giờ nó vậy mà, cái dĩa nó nằm ở dưới cái đèn mà. Cái dĩa đó là cái chân nó sẽ ngạt. Em cũng cạo đèn cày mấy thằng cái dĩa đó. Em cũng cạo đèn cày, nó cũng nguyên cái mô vậy thôi. Mấy ông nói mắc, giả không biết người ta nói ở dưới đó đó. Còn bây giờ mình nói tóm lại là nó đầy đủ. Đầy đủ đi. Đầy đủ. Còn có mắc gì hết. Nhưng mà mai vô ông nó mắc nữa. Mai mắt thì mình nói đầy đủ nữa.
cuối cùng là bộ lơ hương của em cũng đầy đủ không mất. Đúng rồi. Tất cả đều đầy đủ với cô chú anh chị, không thắc mắc gì hết nha. Trả lời nói chung là cắt sớm đi, cắt sớm là không ai biết. Và em có đăng video rồi thì còn mấy anh nó có xem hay không thì em không biết, nhưng mà em có cất. Đó thì cuối cùng là em không mất nha, cô chú nói là mất rồi. Đây em cũng đây. Chị cũng cất nè. Đi ăn cơm nói đi. Nói đi. Đó là con mốc. Nãy cho mấy người. Anh Minh 50 triệu. Chủ nhật. Anh Minh Ngọc. Anh Tài, đưa xe cô la. Cảm ơn chị Ngọc, chị Giang, chủ động Hà Giang. Nếu mà quay mà muốn cho video sáng là em phải đứng đúng không? Chùi theo cái mặt trời. Chị thôi, chị mà nói tính dạng. Tại chiêu lượng nó kém rồi. Bùa Hải Vlog cũng xin tạm dừng video ở đây. Ông cô chú, cô chị, cô chú anh chị. Tại video tiếp theo sáng mai em sẽ cập nhật sớm cho cô chú anh chị coi. Cảm ơn cô chú anh chị.